Chào các bạn. Các bạn đang thấy ai? Đó là mình. Mình là Lê Minh Thành Channel đây. Đây là trong phòng ngủ. Và bố mình thì ở đâu không? Đây. Giống không? Đây. Giống nhà mình không? Còn có máy lạnh nữa đó. Nhìn vậy á, cho các bạn xem nè. Sách vở nè. Sách vở nè, máy lạnh nè. Đủ thứ các kiểu. Ở đây Có nhiều gối nè. Tùm lum tà la luôn. Cái kênh này giới thiệu nhà mình đó nha. Mình còn có cả bà ngoại luôn nè. Đây. Và cái này còn có cả tivi nữa. Cái nào cũng có. Đấy. Bây giờ các bạn biết rồi đúng không? Còn một cái này các bạn chưa được biết. Đó là ở đây có, các bạn sẽ không biết một điều rằng tôi đã làm rất nhiều skin cho các bạn rồi. Bạn nào cho mình 100.000 like, mình sẽ làm ra một skin mới nhé các bạn. Các bạn biết chưa? Ở đây đó, nó rất là thoáng mát. Và các bạn chưa biết ở dưới có gì đúng không? Hãy nhìn ra cửa sổ của tôi sẽ thấy. Đây, nhìn nè, cỏ xanh tươi. Ở đó còn có cả con dế nữa. Các bạn nào thích thì tới đây. Và mình á là người duy nhất là trẻ em, nên các bạn biết rồi ấy. Bữa trước mình đã làm cái kênh về Shopee. Đó. Điều đó. Xem nha. Cái mũ này hợp với mình không? Ở trên đây có cả cái nơ nữa nè. Các bạn muốn gì thì làm nhé. Con ốc sên có nhiều cái răng hơn là mình nghĩ, nên các bạn biết rồi đấy, nó không đáng yêu như các bạn nghĩ đâu.